Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi xin hướng dẫn cho quý vị và các bạn hướng dẫn làm di chúc cho con. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì trong đời sống xã hội, việc làm di chúc là một cái nhu cầu cần thiết của bất cứ cha mẹ nào khi đang có tuổi, và thậm chí là họ lo ngại những cái phát sinh trong cái gia đình, và họ cho rằng họ có cái ý chí và họ có nguyên nhân của họ khi họ lập cái di chúc. Thưa quý vị và các bạn, di chúc là gì? Di chúc là thể hiện ý chí của cá nhân để lại sau khi chết. Vậy thì trong trường hợp này, nếu như trong trường hợp một cái người nào đó họ có tài sản, họ mong muốn để lại di chúc này cho người khác, thì chúng ta sẽ lập cái di chúc. Hiện tại thấy rất rõ nhất là ông Bill Gates, ông có một cái tài sản là tiền tỷ. Thì sau khi ông chết đi thì ông và vợ ông thống nhất là vợ chỉ được một phần mấy của di sản, và con thì được bao nhiêu đó, và 90% di sản của ông sẽ được cho tổ chức thiện nguyện. Thực ra đây là một cái vấn đề rất là khó đối với gia đình Việt Nam, mà đặc biệt là mình Việt Nam mình theo cái trường cái Á Đông. Tôi cho rằng đó là ý chí quyền tự định đoạt của một cái cá nhân. Thì thông thường ở Việt Nam mình có cái hai cái loại, tức là di chúc, có thể là di chúc của một cá nhân nào đó hay là di chúc chung vợ chồng. Di chúc của một cá nhân thì do một cái cá nhân lập, di chúc chung vợ chồng là do cái tài sản này là đồng sở hữu, đồng sở hữu, và vợ chồng họ lập một cái di chúc. Nhưng thật ra thì để nói di chúc thì cũng ít ai hiểu rõ, hiểu tường tận về di chúc. Thì hôm nay thông qua cái video này thì tôi sẽ từng bước giới thiệu cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn biết được thế nào là di chúc. Một cái thủ tục thành lập di chúc thì di chúc nó sẽ có hai nơi mình ký. Thứ nhất đó là tại phòng công chứng. Thì thông thường nếu đất thì nằm ở đâu thì phòng công chứng ở đó ký. Ví dụ như bây giờ mình đất nền ở nước ngoài thì sẽ nằm ở, sẽ ký ở văn phòng công chứng ở trên địa bàn của tỉnh Long An. Còn nếu như trong trường hợp đất thì nằm ở Củ Chi thì sẽ chứng ở phòng công chứng của thành phố Hồ Chí Minh, mà bất cứ nơi nào. Ví dụ như bây giờ mình đất ở Bến Cát thì mình sẽ ký phòng công chứng ở tỉnh Bình Dương. Tất cả phòng công chứng nhà nước và công chứng tư đều được. Cái thứ hai nữa là ký tại nơi có bất động sản. Thì ví dụ cái bất động sản mình nó nằm ở phường 1 thị xã Tân An, thì bây giờ mình đến cái phường đó mình lập cái di chúc. Và di chúc này được xem là di chúc có chứng thực của Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn. Nếu mà di chúc nó nằm ở đất thì nó nằm ở xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, thì chúng ta sẽ đến Ủy ban Nhân dân xã Trung Lập Hạ để lập cái di chúc. Như vậy là nói có hai cái thẩm quyền lập di chúc. Thứ nhất là di chúc tại là văn phòng công chứng. Thứ hai có hai nơi để lập di chúc. Thứ nhất, di chúc mình lập ở Ủy ban Nhân dân xã phường thị trấn. Cái thứ hai là lập ở phòng công chứng. Vậy thì thủ tục lập di chúc gồm cái gì? Quý vị và các bạn nhé, rất là đơn giản. Nếu quý vị và các bạn mong muốn chuyển cái tài sản của mình cho người khác sau khi chết, thì quý vị nếu tùy theo cái một số phòng công chứng, tuy nhiên rằng tại thành phố Hồ Chí Minh thì một số anh chị đó thì có thể là công chứng viên họ dựa vào cái ý chí của người để lại di sản lập di chúc mà họ không cần phải giấy khám sức khỏe, còn một số thì yêu cầu là giấy khám sức khỏe. Cái đó thì tôi cho rằng là cái ý chí nó cũng quan trọng, nhưng mà cái quan trọng là cái người công chứng viên khi chứng thực vào cái nội dung di chúc thì họ hiểu rằng cái người đứng trước mặt họ đầy đủ năng lực hành vi, năng lực pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, vậy thì hồ sơ lập di chúc gồm cái gì? Hồ sơ lập di chúc thứ nhất là chúng ta sẽ nói về cái thông tin về nhân thân của người lập di chúc. Thông tin chân thân ở đây có thể là hộ khẩu, chứng minh nhân dân,
thông tin ở đây có thể rằng là hộ chiếu, passport, và những cái giấy tờ liên quan đến bất động sản hoặc là những cái tài sản. Ví dụ như bây giờ mình có nhà, có đất, có cổ phiếu, có trái phiếu, sổ tiết kiệm, tất cả những thứ đó là tài sản của họ hoặc là trong cái phần hùn vốn với người khác, và họ sẽ lập cái di chúc cho thể hiện cái ý chí của mình để lại cho người khác sau khi chết. Vậy thì sau khi có thông tin, có bất động sản thì bây giờ quan trọng nhất là người thụ hưởng. Ba mẹ có ba người con, ba mẹ nói rằng là hiện tại tôi muốn lập di chúc cho ba người con với cái kỹ phần đứa con thứ nhất là bao nhiêu đó, đứa con thứ hai là như thế nào và đứa con thứ ba là như thế nào. Việc lập di chúc này có thể tùy theo cái ý chí của mình. Ví dụ như bây giờ mình thấy một đứa con họ nó yếu hơn thì mình sẽ cho các con đó phần đó nhiều hơn. Cũng có thể rằng trong ba đứa con, để tránh cái phát sinh tranh chấp, mình vẫn cho các con ba đứa con nhiều hơn. Cũng như là bây giờ vì đây là đứa con thứ hai, đứa con này mình nghĩ rằng là mình sẽ cho nó hương khói ông bà, thì mình sẽ chỉ định trong di chúc là đứa con này sẽ được hưởng cái nhà thờ tự. Như vậy, về ý chí của người có tài sản rất là quan trọng. Theo ý chí của họ, họ muốn di sản này để lại cho ai? Nếu họ muốn di sản để lại cho người nào thì người thụ hưởng đó được nhận và sẽ được ghi rõ trong di chúc. Hai cái điều cơ bản mà tôi muốn thông qua cái video này gửi đến quý vị và các bạn. Những cái hướng dẫn lập di chúc thì tôi cho rằng đến bất cứ một cái phòng công chứng nào, quý vị và các bạn cũng có thể được hướng dẫn lập cái di chúc. Tuy nhiên, hai cái điều mà luật sư, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn gửi đến quý vị và các bạn đó chính là: thứ nhất là thời điểm phát sinh hiệu lực của di chúc. Nhớ nha quý vị và các bạn, tôi đặt giả sử là một bà A, bà lập di chúc cho con tại thời điểm tháng 1 năm 2017. Khi bà lập di chúc cho con như vậy thì đứa con nó đã có những cái hành vi là ngược đãi bà, cho nên bà có quyền, bà còn sống mà, bà có quyền thay đổi di chúc. Tại đến thời điểm ngày hôm nay, tôi tư vấn đến quý vị và các bạn là ngày 12 tháng 3 năm 2018. Mặc dù ý chí của bà rằng là ngày 1 tháng 1 năm 2017 bà để lại cái tài sản này cho một đứa con ruột của bà, tuy nhiên tại thời điểm này bà thấy rằng cái việc lập di chúc cho đứa con này không có, bà muốn thay đổi cái nội dung di chúc. Và bà vẫn còn minh mẫn, vẫn còn sáng suốt thì bà sẽ thay đổi di chúc. Và di chúc đó chưa có phát sinh hiệu lực. Cái hiệu lực của di chúc rất là quan trọng. Tôi cũng lấy đúng cái ví dụ này. Nếu ngày 1 tháng 1 năm 2017 bà lập di chúc, và đến ngày 1 tháng 1 năm 2020 bà chết, thì tại thời điểm đó di chúc mới phát sinh hiệu lực. Tức là bà còn sống thì bà còn có quyền định đoạt cái tài sản của bà bằng cách là chuyển nhượng, tặng cho cần cố, những cái quy định của pháp luật của một chủ sở hữu, một chủ sử dụng. Và cái người mà được thụ hưởng vì di chúc chưa phát sinh hiệu lực mà bạn, cho nên vẫn có thể thay đổi. Hôm nay tôi làm một cái di chúc cho đứa con A, tuy nhiên rằng là bây giờ tôi thấy không ổn rồi, tôi sẽ lập một cái di chúc cho đứa con B vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Như vậy thì cái di chúc sau nó sẽ thay đổi và mặc nhiên thay thế cái di chúc trước. Cái thứ hai nữa là cái di chúc
thì tôi cho rằng nó có ưu thế hơn cái hợp đồng tặng cho. Di chúc nó chỉ phát sinh hiệu lực khi người để lại di chúc chết. Nói nôm na là chết thì mới phát sinh cái di chúc đó. Cho nên người lập di chúc sẽ được toàn quyền đối với cái tài sản của mình khi còn sống. Thế như như quý vị và các bạn, hai điều mà luật sư muốn nói rằng di chúc chỉ phát sinh hiệu lực khi người có tài sản chết. Cái thứ hai nữa, thay đổi di chúc này có thể thay đổi làm nhiều lần, và dĩ nhiên cái di chúc nó sẽ hợp pháp khi nó có công chứng chứng thực hợp pháp theo đúng trình tự pháp luật về di chúc. Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ rằng là thông qua cái video này tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn khi lập một cái di chúc, mình là một cái người trụ cột, người mẹ, người bố trong gia đình, và cái tài sản do mình tạo lập trong suốt cái quá trình cả một cuộc đời, cả một đời người, thì quý vị và các bạn sẽ thận trọng để tránh những trường hợp non cả một cuộc đời, non cả đời người mà khi không có một cái sự am hiểu tương đối thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái vòng lẫn quẩn những cái khó khăn khi mà cái sự am hiểu pháp luật nó không đạt đến mức độ tương đối. Nếu quý vị và các bạn có những cái thắc mắc liên quan đến vấn đề di chúc, vấn đề tặng cho tài sản, hoặc muốn tìm hiểu kỹ hơn về di chúc thì xin liên hệ với tôi, liên hệ với văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc thông qua cái kênh là Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.